Chúng ta đi tạo cái adapter này, tạo một cái lớp adapter thôi. Chúng ta đặt tên là weather adapter. Weather adapter. Adapter thì các bạn làm rất nhiều rồi đúng không ạ? Nó có ba thuộc tính đúng không? Thứ nhất là màn hình context. Cái thứ hai là cái layout, UNT layout. Cái thứ ba là cái list danh sách, và list của chúng ta là list weather. Tạo cho nó một cái hàm tạo constructor ba đối số. Cái adapter này nó phải extend cái thằng diện bay adapter. Chúng ta cài đề cho nó bốn cái hàm. Cao nó sẽ trả về cái list chấm sai. Object này chúng ta không cần dùng, không cần cài. Get ID cũng không. Return view, chúng ta sẽ dùng cái holder. Chúng ta khai báo một cái class holder, view holder. Holder này thì cái dòng list view nó có cái thành phần nào, giao diện nào thì chúng ta sẽ khai báo cái đấy. Như vậy rằng dòng chúng ta nó có đến 5 thành phần đúng không? Thành phần nhất là cái TT ngày hiện tại, tag view. Lúc này chúng ta đặt tên là gì rồi chúng ta đặt lấy luôn cái tên đấy nhá. Đây. Current time. Cái thứ hai là cái gì ạ? Cái state. State của chúng ta nó là tag view. Copy cho nên tất cả đều tag view hết hay sao? State tag view. Cái tiếp theo là cái icon. Icon này nó là một cái ảnh. Image view. Cái tiếp theo nữa là cái min. TT min. Adapter. TT min. Tiếp theo nữa là TT max. Đấy, có 5 thằng như thế. Rồi. Rất đơn giản cái class. Ở đây chúng ta return về view luôn, không hay quên. Đầu tiên chúng ta khai báo một cái view holder để nó giữ đúng không? Tên là view holder bằng null trước. Nó kiểm tra if nếu cái view của chúng ta có bằng null hay không. Nếu bằng null thì chúng ta sẽ lấy về cái view. Để lấy về view chúng ta dùng một cái lớp lại layout interpreter bằng context.getSystemService truyền vào context.layoutInteractorService ép kiểu nó về. View sẽ bằng layoutInteractor.influx truyền vào cái layout của chúng ta và cái null. Sau khi có được view rồi thì chúng ta sẽ tiến hành ánh xạ. Ánh xạ thì chúng ta sẽ dùng cái view holder chúng ta ánh xạ. Chúng ta sẽ khi view nó bằng null thì chúng ta sẽ khởi tạo cái view holder lên bằng new view holder.
Rồi. View holder. Chấm. Đầu tiên là cái cơ tham bằng view chấm file ID r chấm id chấm tt cơ tham. Rồi copy xuống Ctrl D. Cái tiếp theo là cái state đúng không ạ? Copy xuống nhá. State. À, state này. Icon này. Icon này. Icon này. Min này. Min này. Min này. Max này. Max này. Max này. Rồi. Như vậy chúng ta đã ánh xạ xong cái view holder và chúng ta lưu nó lại view chấm setup cái view holder. Còn L ngược lại thì chúng ta sẽ lấy cái view ra, lấy cái view holder ra, view holder gắn bằng view chấm get tag. Nó trả về object, chúng ta ép kiểu nó về. Cắt nó về view holder. Rồi. Có được view holder rồi thì chúng ta sẽ lấy dữ liệu ở trong cái thằng ra khỏi vòng lặp if else này, chúng ta sẽ lấy cái về cái dữ liệu ở trong cái mỗi dòng ở trong cái list ra đúng không ạ? Dữ liệu chúng ta lấy về nó là một đối tượng weather bằng list, lấy về từ list chấm get theo y và chúng ta sẽ đổ nó vào cái thằng diện, đổ cái dữ liệu này vào thằng view holder. View holder chấm cơ tham chấm setTag weather chấm get cơ tham. Chúng ta có 5 dòng như này, copy ra. Tiếp theo cơ tham là đến state. Icon thì không thể làm như thế được, ta có làm thằng min, icon ta phải đủ dạng Picasso và thằng max. Rồi state chúng ta sẽ get state, min chúng ta sẽ get min, max chúng ta sẽ get max. Còn cái riêng cái thằng riêng cái thằng này này thì chúng ta không làm này được mà chúng ta phải dùng Picasso đúng không? Picasso này chấm get chấm loát. Loát cái gì? Loát cái url ạ. Url nó nằm ở đâu? Url nó nằm trong cái thằng weather chấm get icon url đó. Sau đó đổ vào đâu? Into, đổ vào cái thằng view holder chấm img icon. Đấy. Sau đó cuối cùng ra return về cái view. À, như vậy xong cái adapter nhé. Xong cái adapter chúng ta lại quay sang thằng này, chúng ta khai báo adapter. Rất đơn giản thôi. Weather adapter. Một cái adapter. Chúng ta khởi tạo adapter lên. Bằng new weather adapter. Truyền vào cho nó ba đối số, đối số nhất là màn hình đúng không? Nó là màn hình ở đây là next days.zit. Layout của chúng ta sẽ lấy ra r.layout.rowweather. Và cái list của chúng ta list mới đầu vào thì cái list nó là rỗng luôn thì cái adapter này nó cũng là rỗng theo. List weather, weather list
chuyển vào Wagelist. Rồi xong. À, chúng ta phải gắn cái adapter này cho lead view. À, như vậy chúng ta chưa có lead view, ta sẽ lấy một cái lead view. Đâu rồi ạ? À, cái activity next day email nhá. Bạn chuyển sang cho mình cái dạng là line layout đi. Cái này nó. Rồi hướng gì cũng được, nó chỉ có một phần tử thôi. Mình thế là ở đây chúng ta khai báo một cái lead view. Mắt button luôn và mắt button luôn, đỡ phải set nhiều. Ta cho nó một cái ID LV next day nhé, next day. Ok, thế thôi. Và chúng ta sẽ set nó ánh sáng đã. Khai báo và ánh sáng, đừng quên nhé. Lead view, lead view, LV, LV next day, next day. Rồi. Sau set content view tại ánh sáng luôn bằng này. New có một dòng thôi, thì nó không cần tạo hàm nữa. New sorry new bằng gì ạ? File view id error.id .lv next day. Sau đấy có được adapter rồi, chúng ta set luôn .set adapter, cái adapter xong gọi hàm get JSON để lấy dữ liệu đổ vào cái lead view, đổ vào cái lead rồi. Sau đấy cái lead này nó đổ có dữ liệu rồi, chúng ta sẽ hết vòng kho, chúng ta sẽ thông báo cho lead view biết là adapter.notify data session. Ok, xong rồi đấy. Mình chạy thử nhé. Rồi nó đang instant. Chết cha rồi. Cái này là mình đang để đang để sai cái đường dẫn này. Ok, mình lấy lại đường dẫn tí nhá. Đây đường dẫn ta là đường dẫn này. Nó là đúng không ạ? Sample sau này có Sài Gòn đây nhỉ? Thử ạ. Nó chào cái này. Phân tích cái nhá. Phân tích cái JSON này sao nào. Xem cái JSON gì đấy. Đâu rồi? Đây camera C, camera V set. Đúng mà, list này thành phố ở đâu đây, chúng ta có main này, thành phố cũng 7 ngày đấy, nhưng mà nó là thành phố nào mới quan trọng, xem cái thành phố ở đâu nhỉ. 7 ngày này. Đâu rồi, cái thành phố đâu? DT stamps weather.
đây, city đây. Hồ Chí Minh, chuẩn đây. Dữ liệu đâu ra đây nhỉ? Rồi, xem thử. Đâu à? Đây là đúng không? Thành phố Hà Nội này. Thế bây giờ thử cái thằng thực ra thằng nào cũng như thế cả thôi. Mình đang phi cứng mà. Khi kích vào cái nút này thì nó sẽ nhảy sang cho chúng ta cái min này đúng không ạ? Min này. Vâng, nó nhảy sang này, chúng ta lấy về cái này nhưng mà chúng ta chưa dùng đúng không ạ? Chạy sang và city chúng ta lấy ra nhưng mà không dùng nhá. Sau đấy chúng ta gọi get session next day luôn này. Và nó đọc cái API này đúng không ạ? API này nó trả về chúng ta. Đây, nếu chưa thấy chắc ăn thì xem thử nhá. API này nó trả về cho chúng ta này. Cái gì? Đúng không? Xem thử có chắc ăn không? Pit vào đây luôn này. Đấy, có dữ liệu đấy, đúng nhá. Như vậy dữ liệu nó đã trả về nhá. Sài Gòn thử xem thử luôn cái Hà Nội xem để không thì tí nữa thì là ngon. Hà Nội này. Đấy, Hà Nội cũng được, đấy, bây giờ là được này, nhìn thấy chưa? Đấy, rồi ok. Như vậy thì kết quả của mình tí nữa là mình không phải phi cứng nữa. Đấy, dở hơi thế chứ. Bây giờ kích cái này. Đấy, nó hơi chậm chút. Chuyển đi, chuyển nhanh, không thấy gì. Kích vào rồi mà không thấy gì. Xem từ bên cái thằng này chúng ta đã nhảy sang chưa. Đây rồi, next day rồi. Chuyển city sang rồi. Min activity, next day rồi. Đúng rồi. Start activity, intern. Ok. Mà nó lại không nhảy đi. Chạy lại phát nữa sao nào. Ok. Không chuyển này. Rồi, xem lại chút. Như vậy lần nút bấm của chúng ta là chưa đặt sự kiện cho nó nhé. BTN thằng nào bấm vào không thấy gì. Chấm set on click và zit. Rồi. Và dưới này chúng ta chắc là không cần tốt nữa. Bỏ tốt này đi, ta vừa mới check. Rồi, ok. Chạy lại. Rồi, chạy lên rồi nhá. Kích vào ngày tiếp theo này. Đấy, nó chuyển màn hình rồi đấy. Nhưng không có tí dữ liệu nào.
Như vậy lỗi là do chúng ta là đọc không đúng dữ liệu nhá. Cái tem này không có, không tồn tại ở trong thằng tem này, không tồn tại ở trong thằng item. Và chúng ta xem lại cái này thì nó muốn đoạn này là chúng ta muốn lấy cái gì ạ? Là chúng ta muốn lấy cái nhiệt độ lớn nhất và nhiệt độ nhỏ nhất. Và nhiệt độ lớn nhất, nhiệt độ nhỏ nhất nó nằm trong thằng main. Đấy, đây, nhưng chúng ta lúc này lấy nhầm. Như vậy đầu tiên chúng ta phải lấy về thằng main đã. Thằng main nó trả về một gset object nhá. À, đây là item đấy, đây đang ở trong một item json object. Chúng ta sẽ lấy về một cái json object trước. JSON object là gọi là main bằng này. Thằng main này nó là con của thằng nào? Con của thằng item. Item chấm get json object theo cái main. Rồi từ cái thằng main này chúng ta mới lấy được sổ ra. Chúng ta mới lấy được cái thằng gì ạ? Thằng tem min, chứ là mình làm gì có thằng min đâu. À hay là lúc nãy là do cái API nó khác nhỉ? Hay là API này có đúng không? À đúng rồi, lúc này là mình không copy mà là mình tự gõ cứ min max. Đúng rồi đấy. Anh C. À lúc này là đọc cái API về example à? Rồi. Cái thằng min này lấy về thằng tem nhá. À thằng tem này bây giờ không lấy. Bây giờ trong thằng min này nó là một cái json object và chúng ta lấy về thằng tem per min. Là từ cái thằng không còn thằng này nữa. Từ thằng main đúng không? À, còn thằng max thì chúng ta sẽ lấy tem per max. Rồi. Tiếp theo lấy thằng gì nữa? Weather đúng không? Để lấy cái description và icon. Chúng ta có cái mục weather đâu, xem đúng chưa? À, weather về đúng rồi, đúng không? Rồi. Ok. Và chạy thử xem nó có lên không. Ok, các ngày tiếp theo. À, đấy thì cái đoạn này chúng ta có thể hoàn toàn có thể là gì ạ? Không cần tốt nữa này. Và cái này ta chuyển lại như cũ nhá. Làm logic thế là nhìn qua logic thế là biết logic là đúng mà. After đây này, nhìn này. Đầu tiên là vào thằng này nó sẽ là rỗng này. Rỗng xong này chưa cần phải get json vội đúng không? Chưa cần get json vội. À. À, rỗng này, đầu tiên vào là rỗng này. Sau đấy thì chúng ta sẽ tạo ra một cái adapter mà nó rỗng này. Ok chưa? After này là rỗng. Rỗng xong chúng ta ghép cái adapter này rỗng này vào cái review này. Như vậy review chúng ta ban đầu hiển thị lên nó là rỗng này. Sau đấy chúng ta chạy cái hàm get json thì nó thay đổi cái list này. À, thay đổi list này chúng ta thông báo này. Adapter thông báo này. Đấy, là logic như thế là hoàn toàn chính xác rồi. Rồi. Chạy lại lần nữa này.
kê các ngày tiếp theo này. Sai 71 2 gì đấy. Không lên à? Where the row tots. À, nói về mình phải thông báo dưới này chứ. Sao thông báo trên này được? À, thông báo ở đây cũng đúng thôi gì. Thông báo ở đây cũng được. Decision data set trên. Như vậy cái weather này nó có dữ liệu rồi. Thông báo dưới đấy với chỗ này thì nó như nhau rồi này. Thông báo này. Chỉ để ngồi tốt ở đây thôi. Toast when you land 7. Thông báo. Rồi. Ok. Theo logic thì phải thông báo trên kia cũng đúng. Sao mà không? Ngày tiếp theo. Đấy, nó bắt thông báo phía dưới đấy, vô lý nha. Ok. Chỗ này nó hơi xấu chút này. À? Vâng. Ok, như vậy ta đọc được gì đều 7 ngày đúng không? Như vậy thì chúng ta sửa thêm một chút nữa là bây giờ là nó đọc được cái API rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn là truyền cái dữ liệu vào đúng không nhỉ? Ở đây chúng ta là không lấy cái này nữa. À, truyền vào đúng không? Chúng ta có city truyền từ bên kia sang và chúng ta sẽ get JSON theo cái thằng này. Đúng không? Truyền vào đây. Truyền vào đây xong rồi chúng ta ở dưới này chúng ta sẽ truyền vào. Đây. À, truyền vào đây một cái string. City và chúng ta sẽ truyền vào đây nối sâu này cộng cộng này đấy và để nguyên mấy cái này, này. Ok nhá. À, như vậy ta xem thử lấy được đúng dữ liệu của cả cái thành phố không. Như vậy chúng ta phải xử lý thêm trường hợp mặc định nữa. Trường hợp mặc định là có nghĩa đầu tiên người ta vào người ta không bấm gì cả. Người ta bấm next đây luôn thì khi đấy chúng ta phải lấy mặc định là cái ngày là Hà Nội. Nó phải chuyển sang. Ok chế nha. Ok thế là được rồi đấy. Chắc chắn được. Chúng ta trả lời lần nữa này, xem kết quả. Ok. Mặc định là Hà Nội này. À, kích vào cái ngày tiếp theo thì nó vẫn lấy được giá trị là Hà Nội và nó gửi sang.
không có dữ liệu. Ta back lại. Sài Gòn. Ok. Các ngày tiếp theo. Đấy, lấy được dữ liệu 7 ngày tiếp theo của Sài Gòn. Còn cái thằng Hà Nội thì trường hợp mà mình mà thằng Hà Nội thì làm sao? Thằng Hà Nội thì chúng ta phải gọi vào đây là Hà Nội đã. Để lấy dữ liệu của Hà Nội không thì nó truyền cái biến rộng sang Hà Nội. Kích vào đây ok này, thì cái biến city nó sẽ chứa Hà Nội, sau đó kích 7 ngày tiếp theo thì nó sẽ có. Đây, đây là 7 ngày Hà Nội. Đó, ok. Vậy ta hoàn thành xong cái app demo thời tiết nhé.